Hôm nay anh đi được ba mẹ cho xem chú Hề biểu diễn nè cô chú ơi. Đây là một cái chương trình của nhà nước tổ chức miễn phí, vé vào cổng không có tốn tiền gì hết, mà còn được mời ăn uống miễn phí nữa đó mà mấy bạn. Tại vì bên Thụy Điển này á, người ta rất quý những cái ngày mùa hè, mùa xuân mùa hè, và người ta muốn cho người dân, các gia đình tụ họp lại vui chơi với nhau đó. Nên là người ta tự tổ chức và không có tốn tiền mình gì hết đó mấy bạn. Đây là một cái hàng dài đứng đợi để lấy hamburger với lại nước uống. Ông Henry ổng đứng đợi mà ổng lo nhoi lắm. Henry. Nhưng mà cũng Henry ngoan, không có chạy nhìn đi mẹ tùm lum. Đứng đợi người ta đi lấy thêm bánh mì, hamburger. Vì hết rồi, đông người quá nên là hết bánh mì rồi. Còn đây là chú Hề nè. Chú Hề đang đợi đến thời gian biểu diễn, đến giờ biểu diễn. Mà cái hàng dài đứng đợi lấy hamburger chưa xong nữa nên là phải nán lại một chút để câu thêm thời gian một chút thì chú Hề mới diễn sau. Anh đi nói hay đi. Anh đi nói hay, lần đầu tiên nói chú Hề hay thế. Đi thấy chú Hề không? Tôi chuẩn bị cười. Anh đi thấy chú Hề không? Chú cười. Còn đây là sau khi xếp hàng dài đợi thì được cho hai cái bánh mì với lại mấy viên thịt viên, tại vì cái mà thịt cho đến thịt viên ăn cũng được, không sao hết. Jag var 2 år gammal när jag började med trolleri. Người người nhà nhà ta đem theo cái bánh trải để người ta ngồi ngồi cho tiện đó mấy bạn. Yep. Người ta ghi thông tin mà ở nhà phải đem theo cái đồ dụng cụ yep, gì để ngồi. Thì nhà mình cũng đem theo tấm trải để ngồi. Please. Oh, men den är tillbaka. Các bạn thấy khung cảnh này. Den är tillbaka, jag sa. Vad tjatar ni om, va? Mọi người så är det. Vilka applåder man får ibland. Så är det rätt så bra. Cho con em của mình coi cho biểu diễn rồi. Oi. Okay. Okej, vi tar bort den då. Ja, vi tar någon annan. Vi tar den där. Den här kan jag tänka. Ta den, ta den. Och sen säger de. Okej, vet du vad som har hänt nu? Den svarta hästen har blivit vit. Kolla. Ska avväpna dig. Och du ska få, eftersom du är så himla duktig på att hjälpa till här, du ska få en present. Ở phía bên ngoài đó, biển, ở trong là... Eftersom det den som hjälper till på sig på. Det här är en sån typisk present. Du kan välja precis vilket djur som helst i hela världen. Säg ett djur. Nej. En liten kattunge. Bên đây mấy bạn có một điều mấy bạn có thấy là bra, thì điểm bên đây người ta mặc hơi cao dáng. Vi gör lite nu. Det är bara låt musik. Okej. Just en av dem. Jag står där. Ställ dig. Okej. Här kommer nu. Du vill inte ha den. Mask istället då. Nej. Mình riết mình cờ ở bên đây mình coi rồi đó làm cái gì kìa. En hund färdig, det är som en hotdog ungefär. Nej, det är bra det. Vi vill inte åka lite. Så här, sen vidare med det. Så, sen vidare inte med den där sista. Den smäller bara en gång, det är lugnt. Så vi river den änden där, så vrider vi den där, så tar vi den änden genom den änden, så vi den änden genom den änden, så vrider vi den änden, så vrider vi upp den änden på den änden, så den sa vi vrider upp den hund, kolla, så vrider vi den, mamma mia, ja exakt. Vrider du med det, du ska få den här hunden, och sen ska du få en sån här idolkort, så får du världens applåd av publiken, tack så mycket, vi är bara som att sitta på din plats. Có khi có những ngày người ta tổ chức cho đi xem phim này kia nữa đó mấy bạn. Nhưng mà trùng ngay những lúc đó thì mình đi làm không có về kịp. Lägg ner de här näsdukarna. Vi kan ta den här. Du får säga hokus pokus liokus då. Hokus pokus fili.